chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Girl Secret. Video ngày hôm nay sẽ là một video mình sẽ review cho mọi người một cái kem chống nắng mà mình cảm thấy kiểu từ TikTok cho đến YouTube được rất là nhiều những cái bạn influencer nhắc đến. Và nhân dịp mà mình đi du lịch ở Cyprus thì mình sẽ thử cái bạn kem chống nắng này để xem là cái kem chống nắng này nó có thật sự work. La Roche-Posay. Thì nếu như mà các bạn chưa biết, mà chắc các bạn cũng đã biết rồi, làn da của mình là một loại da khô. Thì cũng chính vì lý do như vậy nên là mình không thể nào sử dụng những cái loại kem chống nắng mà nó ráo trên da được. Vậy nên là mình phải sử dụng cái hydrating cream. Thì khi mà mình mua về nó sẽ như thế này. Thì mình không biết là khi mà các bạn mua ở Việt Nam hay là mua bên Mỹ, mua bên Pháp thì cái packaging nó sẽ như thế nào. Nhưng mà ở bên Phần Lan thì nó sẽ không có tem seal lại, nó sẽ mở được như vậy luôn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó chính là chưa nhắc đến cái việc sử dụng sản phẩm hay gì nha. Thì mình sẽ đặt những cái mà sản phẩm này nó hứa hẹn cho cái người tiêu dùng giống như là tụi mình. Thì đây là cái sản phẩm mà mình tự bỏ tiền ra mình mua nha mọi người. Thì nó sẽ có giá dao động tầm khoảng 500-600 nghìn đồng. Có lẽ là ở bên Phần Lan đánh thuế cao nên là cái sản phẩm này nó sẽ hơi mắc so với lại bên Pháp hoặc là bên Mỹ khi mà các bạn mua. Nhưng mà mình nghĩ rằng khi mà ship đến Việt Nam á, thì cái giá này nó cũng sẽ tương tự, bởi vì phí ship nó cũng khá là mắc. Nên là nếu như mà các bạn mua cái sản phẩm này nó có giá quá rẻ thì coi chừng. Sản phẩm này là một cái sản phẩm có SPF 50+, nó chống UVB và UVA. Ở đây thì mình thấy là nó có khoanh tròn cái UVA lại. Mình nghĩ rằng có lẽ là cái kem chống nắng này nó sẽ tập trung vào chống cái tia UVA. UVA là A, ở đây là aging, thì nó sẽ làm lão hóa da của các bạn. Vậy thì nó cũng kháng một phần nào đó cho cái việc làm da của bạn ngâm, nhưng mà nó sẽ tập trung vào cái việc chống UVA để làm lão hóa da các bạn. Thì mình nghĩ rằng những cái bạn nào quan tâm đến cái vấn đề da ngâm, những cái bạn thích da ngâm thì sẽ thích cái sản phẩm này. Tiếp theo đó chính là bạn này nói rằng á, 24 giờ dưỡng ẩm, chống nước rất là tốt, không có làm châm chích mắt. Cộng với lại sản phẩm này sẽ dành cho da nhạy cảm và không có mùi hương liệu. Trước khi mà mình mua cái sản phẩm này về thì mình nghe có rất là nhiều bạn nói rằng sản phẩm này không mùi, không cồn và không hương liệu. Thì ở đây á, mình thấy nó ghi không hương liệu, nhưng nếu như mà các bạn vạch cái bảng thành phần ra thì cái cồn á, nó nằm ở cái vị trí thứ tư trong cái bảng thành phần. Và mình có coi cả cái phiên bản bình thường á, thì nó cũng có cồn ở trong đó. Vậy nên là không cồn là sai nha các bạn. Ok, vậy thì khi mình mở sản phẩm ra thì nó sẽ có dạng như thế này. Cái thiết kế này không đẹp nhưng mà rất là tiện lợi. Bởi vì sao? Bởi vì cái tip như thế này á, nó sẽ giúp các bạn lấy sản phẩm rất là dễ dàng. Cái pump này á, nó có thể điều chỉnh rất là tốt. Nghĩa là bạn muốn lấy bao nhiêu sản phẩm thì bạn có thể dễ dàng điều chỉnh từ cái pump này. Và đây là cái chất của sản phẩm. Thấy là khi mà tán á, thì các bạn sẽ thấy là nó trắng như thế này đúng không? Nhưng mà các bạn hãy yên tâm đi, bởi vì khi mà các bạn đã tán đều rồi á, thì cái sản phẩm này nó sẽ không có để lại trên da của bạn bất kỳ một cái vệt trắng nào cả. Theo cái cảm nhận đầu tiên của mình thì cái sản phẩm này sẽ thích hợp với những bạn thích da ngâm nhưng mà muốn chống nắng để mà chống lão hóa. Nhưng mà cái sản phẩm này sẽ như thế nào trên da của mình trong quá trình sử dụng thì chúng mình sẽ cùng theo dõi cái video này nha. Mình bôi kem chống nắng khoảng 8 giờ và đây là da của mình chỉ có kem chống nắng thôi đó mọi người. Bây giờ là khoảng 12 giờ 12 rồi. Thì hiện tại thì mình không có cảm thấy là mặt của mình nổi mụn thêm. Với lại là mình cảm thấy là da của mình khá là đủ ẩm, hơi bị dư ẩm á mọi người, kiểu nó vẫn còn khá là dính dính nhưng mà cái cảm giác đó không có bị khó chịu nha. Đến tận bây giờ thì mình cảm thấy là cái mắt của mình nó không bị khó chịu bởi vì kem chống nắng. Bởi vì thường thì mình sẽ cảm thấy khá là khó chịu, cộm và hơi bị cay mắt khi mà sử dụng kem chống nắng có SPF 30 hoặc là 50. Nói chung là từ nãy đến giờ ổn. Bây giờ là 2 giờ rưỡi và mình vừa mới apply lại cái kem chống nắng của mình. Bây giờ thì mình sẽ make up, sử dụng foundation nên là để xem là cái mặt của mình nó có trở nên bị nổi mụn, bla bla các thứ hay không nha. Thì trên mặt của mình thì bây giờ nó có một cái nốt đỏ như thế này. Nói chung á, là tình trạng da của mình bây giờ thì nó không có đẹp lắm. Thật sự ra thì nó có rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau. Mình nói ví dụ giống như là khi mà mình đi du lịch á, thì cái cách ăn uống của mình nó không có được healthy khi mà mình ở Phần Lan. Cái thứ hai nữa là thời tiết, đồ ăn và nước sử dụng của bên Phần Lan nó rất là sạch. Nên là thường khi mà mình đi du lịch á, thì lúc nào da mặt của mình nó cũng sẽ trong cái tình trạng không được ổn định. Để cho cái kem chống nắng này nó set lại thì mình sẽ quay bước makeup. Ok, đây là cái lớp makeup của mình. Thì mình chỉ có đánh kem nền ở cái khúc này thôi mọi người. Thì mình cảm thấy là khi mà mình đánh cái lớp kem nền này sau cái lớp kem chống nắng á, thì nó không có khiến cho cái kem chống nắng của mình nó bị vón cục hay là có một cái vấn đề gì đó. Mình nghĩ là nó cũng không có khiến cho cái kem nền của mình nó mướt hơn, nó đẹp hơn đâu. Nên là mình nghĩ rằng đây cũng là một điểm cộng ha.
Yes, it's very comfortable. Thank you. Cái sản phẩm này á, mình cảm thấy một điều đó chính là tuy rằng nó là một cái sản phẩm kem chống nắng nhưng mà nó vẫn giúp cho da mình ngâm bình thường. Vậy thì đây sẽ là một cái ưu điểm cho những cái bạn mà thích da ngâm và nhược điểm rất là lớn với lại những cái bạn mà thích da trắng. Da mặt của mình hiện tại bây giờ thì nó có những cái mụn, không phải là những cái mụn nữa nhưng mà nó sẽ hồng hồng và nó không có được đều màu như trước đây ở Phần Lan. Thì như mình đã nói thì khi mà du lịch đó thì nó sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề, vậy nên là mình không thể nào chỉ có blame cho cái sản phẩm kem chống nắng này được. Như các bạn thấy khi mình mới đắm thì nó sẽ hơi trắng như thế này đúng không, nhưng mà khi các bạn tán ra á thì da mặt của các bạn hầu như không có thay màu gì luôn. Thêm một cái mình rất là thích ở cái sản phẩm này nữa đó chính là nó rất là đủ ẩm. Mình không cần sử dụng kem dưỡng ẩm luôn đó mọi người. Các bạn nào mà da dầu đến da hỗn hợp thì dầu chắc là sẽ không có sử dụng sản phẩm này được đâu, bởi vì nó sẽ có một cái cảm giác hơi dính dính suốt cả ngày, nhưng mà theo mình thì nó không phải là quá dính nha. Nhưng mà nó vẫn sẽ không cố đáo. Ok, mình sẽ để sản phẩm này set lại hay là ráo lại trong vòng 20 phút. Sau đó thì mình sẽ qua những cái bước make up sương sương tiếp theo. Mình sẽ chút mascara. Những cái ngày đi biển như thế này á mọi người, và những cái ngày bôi kem chống nắng như thế này nữa, thì thật sự những cái mascara không lem, không trôi, có giá trị kinh khủng khiếp luôn. Mình đã quay trở lại rồi đây, và đây là cái da của mình sau vài tiếng bôi kem chống nắng. Cái da của mình nó hơi nhão bởi vì cái cổ họng của mình bị đau, nên là các bạn thông cảm với mình nha. Ngày hôm nay á thì mình sử dụng một nửa lượng kem chống nắng so với bình thường thôi, thì mình cảm thấy là cái da của mình nó không có bị dính giống như là những cái lần mà mình sử dụng nhiều kem chống nắng, gọi là một cái lượng vừa đủ đó, thì mình cảm thấy là cái khoảng thời gian nó thấm nhanh hơn và cái da của mình nó cũng không bị dính nhiều đến như vậy. Kể từ cái ngày đầu tiên mình sử dụng cái kem chống nắng đến cái ngày hôm nay á thì nó đã hơn một tuần rồi các bạn, và trên thế mình đã thích quá và mình đã mua thêm một chai Hydrate Cream và một cái chai là một cái chai Fluid Invisible. Mình nghĩ là cái loại này thì được mọi người nhắc đến nhiều hơn. Bên cạnh đó thì mình còn mua thêm một cái chai After Sun Care, là giống như là kiểu sau khi các bạn đã phơi nắng xong thì da của các bạn cần một cái sự bồi dưỡng gì đó, thì nó chính là cái thằng này. Thì đây cũng là La Roche-Posay. Vậy thì nói tóm gọn lại sau đây sẽ là những cái điểm mà mình yêu thích từ cái sản phẩm này. Đầu tiên là mình phải công nhận là khi mà họ nói ra những cái điểm ở trên cái bao bì này á, đó chính là dưỡng ẩm 24 giờ và có khả năng chống nước cao, không bị cay mắt và không bị dị ứng mắt đó mọi người, sử dụng cho da nhạy cảm và không hương liệu. Thì tất cả những cái điều này đều là sự thật nha mọi người. Vậy nên là mình cảm thấy thật sự đánh giá rất là cao cái sự trung thành của hãng. Cái điểm số 2 đó chính là hầu như tất cả những cái loại kem chống nắng mà mình sử dụng nó đều khiến cho da của mình cảm thấy bị xấu hơn sau 1 đến 2 ngày sử dụng. Thì cái sản phẩm này mình đã sử dụng trên 1 tuần rồi nhưng mà mình cảm thấy cái tình trạng da của mình nó được đi lên đó mọi người. Mình thì không muốn kết luận rằng cái sản phẩm này nó giúp cho cái tình trạng da của mình đi lên, nhưng mà ít nhất thì nó không khiến cho da của mình xấu hơn. Cái ưu điểm thứ 3 đó chính là một cái cảm giác rất là nhẹ mặt. Ngay cả bạn trai của mình cũng nói là thường những cái kem chống nắng nó sẽ khiến cho cái da của bạn cảm thấy rất là nặng mặt và rất là dính, khó chịu. Thì cái kem chống nắng này tuy rằng khi mà bạn sờ lên trên mặt nó cảm thấy là nó hơi dính, nhưng mà nếu như các bạn để không á thì các bạn sẽ không có cảm thấy nặng mặt gì cả. Ngoài ra thì các bạn sẽ không có cảm giác bị hầm bí. Một ưu điểm thứ 4 mà những cái bạn nào thích một cái làn da ngậm giống như mình thì sẽ rất là yêu thích cái sản phẩm này, đó chính là bạn này không hề để lại những cái vệt trắng, gọi là nâng tông đó mọi người. Ưu điểm thứ 5 đó chính là mình cảm thấy cái hiệu ứng của bạn này sau khi mà ráo trên da nó rất là glowy, rất là healthy, khỏe khoắn, đẹp. Sau đây sẽ là một số những cái nhược điểm mà mình không thích ở cái sản phẩm này. Nhược điểm đầu tiên đó chính là cái loại kem chống nắng mình mua để sử dụng á là Cream Hydrate. Thì các bạn này mình có kiểm tra trên Lazada và Shopee bên Việt Nam thì lại không có bán. Sau khi mình đã review xong rồi, mình mới sợ trên mạng thì mình lại thấy họ không bán ở Việt Nam. Cái nhược điểm thứ hai đó chính là khả năng ráo trên da của các bạn này thật sự nó khá là lâu. Mình phải đợi ít nhất 20 phút thì các bạn này mới có thể ráo trên da của mình. Cái nhược điểm thứ ba đó chính là các bạn này khi mà các bạn sờ tay lên trên mặt hoặc là cái tóc của các bạn dính lên trên mặt thì các bạn sẽ có cái cảm giác hơi bị dính. Thì mình nghĩ rằng nếu các bạn nào mà thật sự rất là không thích cái cảm giác dính á, thì các bạn sẽ hoàn toàn không thích bạn này. Và mình nghĩ rằng những bạn da khô
thì mới thích bạn này thôi, còn lại thì sẽ nghĩ là bạn này sẽ rất là bóng dầu. Nói tóm lại thì mình sẽ cho các bạn này khoảng 9 điểm trên 10. Mặc dù các bạn này có giá khoảng 500-600 nghìn Việt Nam thì cũng không hề rẻ, nhưng mà so với lại chất lượng và so với lại những cái gì mình trải nghiệm thì thật sự nó rất là đáng đồng tiền bát gạo. Theo cá nhân của mình nha, thì mình nghĩ rằng cái loại kem chống nắng này không phải là loại kem chống nắng mắc tiền đâu mọi người, bởi vì cái việc đánh giá sản phẩm này mắc hay là rẻ nó còn tùy thuộc vào cái chất lượng. 500-600 nghìn bỏ ra và mình nhận được một cái loại kem chống nắng tốt như vậy thì mình nghĩ rằng đây là một cái loại kem chống nắng hợp lý. Nói tóm lại thì nếu như mà hết kem chống nắng rồi thì mình có mua lại hay không, thì như các bạn đã thấy mình đã mua hẳn hai tuyếp kem chống nắng khác nhau của cái hãng này, thì các bạn đã biết là mình thích các bạn này thế nào rồi ha. Ok, nếu như mà các bạn thích video này và muốn coi review những cái sản phẩm khác nhau và cái hãng này nữa thì các bạn đừng quên hãy bấm cái nút follow ở dưới, bởi vì mình chắc chắn là sẽ có một cái video review về cái sản phẩm Fluid Invisible và một cái After Sun Care này. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã coi hết video ngày hôm nay, và thật sự rất là xin lỗi bởi vì kết video bằng một cái giọng nói khá là mắc cười như thế này. Mặc dù mình đã cố gắng chỉnh giọng rồi đó mọi người, nhưng mà nó không tốt lên được. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.